Đó, anh chị có thể thấy này, cung đường này rất là nhộn nhịp luôn vậy ha. Phải nói là buổi tối nha, buổi tối ở trên cung đường này là ăn uống mua bán này kia rất là sầm uất luôn anh chị. Hai bên là có hai đèn đường luôn, sáng sủa anh chị. Bảo Điện Bất Sản xin mến chào cô chú chị mình ha. Nay Điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán rất là gần đây anh chị. Nói chung là không phải nằm trên cung đường này. Và bất sản này có sẵn nhà luôn, đất nền có thổ cư anh chị ha. Giá loanh quanh khoảng 1 tỷ 3 thôi. Đó. Cô chú nào mà đã có tài chính khoảng cỡ 1 tỷ 3 đó, muốn mua nhà ở khu dân cư an cư lạc nghiệp, vừa có thể vừa ở vừa kinh doanh được này, vừa mua đầu tư được luôn anh chị ha. Khu dân cư sầm uất anh chị ha. Thì nhớ đón xem hết video clip này nha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở trên cung đường tỉnh lộ 328 thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Thì cái vị trí Điền đang đứng đây thì dường như là ngay trung tâm huyện rồi, huyện Xuyên Mộc ha. Giáp ngay thị trấn Phước Bửu anh chị ha. Mình đi hướng này này, đi khoảng vài trăm mét thôi mình sẽ đụng ngay vòng xoay Bà Tô, cũng như là mình gặp ngay chợ Bà Tô này, công viên Bà Tô này và trung tâm hành chính này và các ngân hàng nằm ở đó anh chị ha. Đó, ra khoảng vài trăm mét thôi. Còn đi thẳng nữa mình sẽ đi xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm, mình di chuyển khoảng đâu đó là 8 phút đi đường anh chị, 8 phút đi đường anh chị ha. Đó, đi thẳng hướng này anh chị ha. Đó, còn hướng ngược lại đây mình có thể mình di chuyển được, đi được Đồng Nai này, đi được Bình Châu này, đi được Bình Thuận này, đi được Thành phố Hồ Chí Minh này. Nói chung vân vân, nói chung là đường thông thường hết anh chị ha. Đó, từ Sài Gòn mà cô chú gì di chuyển về đây mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc anh chị ha. Đó. Và quay lại vấn đề chính thì bây giờ cái sản phẩm mà Điền muốn giới thiệu đây có diện tích là ngang 6 sau 30, có sẵn là 80 thổ cư đất ở anh chị ha, đất ở nông thôn. Thì cách cung đường này vào khoảng là hơn 100 mét chút xíu thôi. Đó, mình đi có đường này anh chị ha. Đó, đầu đường đi vào thì có ngay chỗ để bảng bác sĩ tình anh chị này. Đó, mình đi vào khoảng đâu đó là hơn 100 mét thôi là tới bất động sản mình rồi. Vị trí trung tâm anh chị nha, có thể kinh doanh mua bán được nha, vừa ở vừa kinh doanh được. Rồi bây giờ em Điền mời cô chị theo chân em Điền review chi tiết, sau chi tiết bất động sản đó nha. Xin mời. Phải nói là bất động sản này quá đẹp luôn anh chị. Chưa nói tới vị trí mà nói tới cái đường xá trước ha. Đường xá anh chị có thể thấy nè, đường nhựa mới làm luôn. Có vỉa hè hai bên, có mương nước hai bên. Đó, rộng rãi thoáng mát, ô tô né nhau thoải mái này. Đi xe khách mấy chục chỗ đi vi vu luôn, xe container đi được luôn anh chị ha. Ở hướng trước mặt là em Điền quay nè, đầu kia có những cái kinh doanh mua bán nhỏ lẻ rất là nhiều ha. Ở mặt tiền đường này thì có thể kinh doanh mua bán nhỏ lẻ được nè, vừa ở vừa kinh doanh được luôn chị ha. Đi khoảng vài trăm mét thôi mình sẽ đụng ngay cái chợ tự phát của Phước Tân là chị ha. Ở ngay đó thì dường như mình đi khoảng 200 mét thôi là gặp rồi, và cũng như mình gặp ngay trường học các cấp ở nằm ngoài đó chị ha. Trường học các cấp của xã Phước Tân, và ở ngay đó là ngay đằng sau đích của Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân anh chị ha. Và cái hướng ngược lại đây, mình đi có thể là nói chung là đường Bàn Cờ, mình có thể thông thương ra lại tỉnh lộ 328 cũng được, và thông đi vào khu dân cư cũng được anh chị ha. Nói chung là đường thông thương. Cái khu vực này là khu vực quy hoạch nó rất là đẹp, nằm ô Bàn Cờ. Chính xác là cái vị trí bất động sản của mình là nằm thuộc O2 anh chị ha. Từ tỉnh lộ đi vào đó, mình bỏ qua ngã tư thứ nhất và tới ngã tư thứ hai đây. Đó, là rẽ qua đây là đụng ngay bất động sản của mình rồi anh chị. Đó. Thì nãy giờ Điền nói sơ cái vị trí Điền đang đứng rồi ha. Đó, nói chung là cho quý vị mình dễ nắm được thông tin. Đó, thì nay đây anh chị ha. Bất động sản mà Điền muốn giới thiệu nằm đây nè, nằm trên mặt tiền đường này luôn anh chị. Đó, nói chung là bất động sản này thì giá rất là hợp lý luôn. Bây giờ Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản trước anh chị ha. Rồi sau đó mình sẽ báo giá luôn. Đó, bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 6 anh chị, bám theo mặt tiền đường nhựa này là 6 nha. Và sâu vào trong á là 30 mét anh chị. Đó. Và bất động sản mình nở hậu là 6m2 anh chị nha. Đó, nở hậu 6m02. Đó. Nói chung là cô chú chị mà nhìn thấy cái sổ này thì phải nói là rất là đẹp luôn, sổ rất là vuông vức anh chị. Đó, nở hậu nữa. Đó. Thì bất động sản mình đang có hướng là hướng Tây anh chị ha. Nắng buổi chiều thì có nắng buổi chiều hơi chói xíu, nhưng mà đối diện thì nằm khu dân cư rồi, đối diện có nhà, trong ra cũng được che được phần nắng nào anh chị ha. Và cái giá gia chủ mình đang cần bán nha là
1,35 tỷ anh chị. Giá một cái giá rất là tốt luôn anh chị ha. Giá này mình có thể mua đầu tư được và mua an cư lạc nghiệp được anh chị. Cách biển Hồ Tràm thì khoảng 8-9 cây số thôi, cũng rất là gần biển Hồ Tràm. Bây giờ mình sẽ đi vào trong ha. Nói chung là nhà thì cũng không có gì để quay nhiều anh chị. Ở trong nhà thì nhà này cũng thuộc dạng là cũng xuống cấp rồi. Về cái thế đất thì đất mình cao hơn mặt đường một chút xíu ha. Khu vực này thì điện nước thì có đầy đủ rồi ha chị ha. Nước sạch có luôn chị ha. Cái hộp nước máy của mình luôn ha. Đó. Điện đài đầy đủ không thiếu ha. Và cái đèn đường có hết luôn. Nói chung là đèn này thì đèn sử dụng 220V thôi, bình thường thôi, chứ không phải là đèn cao áp anh chị. Đó. Khu dân cư này san sát luôn chị ha. Và phía đây, phía trong đây là khu vực sân này. Đó. Sân. Nói chung là ở trong nhà này thì cũng là thuộc dạng là nhà cấp 4 cũng cũ rồi. Đó. Nó cũng xuống cấp nhiều lắm rồi. Đó. Thì ở trong đó có hai phòng ngủ ha, một phòng khách và bếp, toilet này kia đó. Nói chung là cũng đầy đủ công năng đó. Nói chung là hiện tại là nhà đang cho thuê. Ở liền cũng được, hoặc là mình có thể là mình đập bỏ đi cái này, mình có điều kiện hơn thì mình có thể đập bỏ đi cái này, mình xây theo cái ý muốn của mình ha. Đó. Thì em đi nghỉ á, thì em đi quay playcam trên phía cao đó, anh chị có thể thấy đó, thì cái hình thù nhà đó thì nó xây bị xéo vô. Em nghĩ đề nghị là cái nhà này có trước khi mà sổ tách anh chị ha, sau này sổ tách thẳng nó mới 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 bị cắt cái đuôi nhà anh chị ha. Đó. Chứ không ai mà xây nhà kiểu đó đâu anh chị. Đó. Nói chung là nhà cửa thì cũng không có gì giá trị cao ha. Nhưng mà về kêu là về ở tạm thì cũng ở được á chị ha. Gia chủ mình cũng kẹt tiền mới bán giá này chị ha. Thực sự là giá này quá rẻ luôn chị. 6 mét mặt tiền đường này mà có 1,35 tỷ thôi. Nói chung là với cái tài chính này thì rất là phù hợp rất nhiều người anh chị ha. Phù hợp túi tiền rất là nhiều người đó. Khoảng hơn 1 tỷ. Đó. Ra trung tâm huyện cũng gần này, đi biển cũng gần này, rất là tiềm năng. Nói chung là cái tiện ích tiện nghi thì mình sở hữu đầy đủ rồi, không thiếu gì anh chị ha. Bán kính khoảng 600-700 mét thôi là có đầy đủ, kể cả trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu luôn. Rất là đẹp, đường xá quá đẹp. Rồi, đi xin được nhắc lại một lần nữa ha. Bốn sẵn mình có diện tích là ngang 6 sau 30. Có sẵn là 80 thổ cư đất ở chị ha. Đất ở nông thôn. Đó. Mình có thể xây dựng thoải mái chị. Giá đang cần bán là 1,35 tỷ. Cô chú chị đừng quên đăng ký kênh của em Điền ha, để ủng hộ em Điền và được xem những clip mới nhất của em Điền ha. Em Điền cũng xin được tạm dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.